Nhờ. Ok, xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại với series video của năm 2023. Mình khoe với anh em một chút là mình vừa mới về thêm được một ít bàn M32 Rely mới và bãi đều có anh em ạ. Thời gian vừa qua thì anh em xem trên kênh của mình, anh em cập nhật nếu mà anh em cập nhật thường xuyên ở trên kênh Facebook thì anh em có thể theo dõi kênh mình nhiều hơn. Còn YouTube thì đợt này bây giờ mình đang có rất là nhiều dự định mới, cho nên mình đang tạm thời cái kênh YouTube của mình đang ra hơi chậm video một chút. Thì anh em nào mà quan tâm những cái sản phẩm ở trên kênh của mình thì có thể qua kênh Facebook của mình, Khánh Ninh Bình anh em nhé. Anh em chỉ cần gõ Khánh Ninh Bình thì có thể ra được cái kênh YouTube, kênh Facebook của mình. Anh em theo dõi những video của mình ở trên đó. Còn YouTube thì năm nay mình đang thay đổi một số những dự định, mình phát triển những sản phẩm nó chất lượng hơn và đẳng cấp hơn, cho nên là mình đang tìm hướng sản phẩm để mình quay cho anh em xem. Đó. Khoe với anh em một chút là mình vừa mới về thêm được đâu đấy gần chục cái bàn M32 Rely. Đó, có một hai con bàn bãi. Hàng tuyển chọn đẹp. Bây giờ mình sẽ khoe cho anh em một chút. Đây là mới nhá. Đây này. Anh em xem hàng mới là mình vừa mới, đây là còn nguyên tem ở bên nhà phân phối ở bên hãng bên đầu bên kia gửi về cho mình. Mới chỉ kịp khui ra mấy cái thôi, vẫn còn. Đây mình sẽ bóc khui hàng trực tiếp cho anh em xem nhá anh em nhá. Đây là hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên siêu. Đấy. Mình gửi cho anh em bao giá với tất cả các anh em là mình bao giá là tốt nhất Việt Nam và tốt nhất thị trường. Hàng mình là hàng mình đảm bảo với anh em là hàng mới, sản phẩm chính hãng. Nếu anh em phát hiện và anh em phân mà anh em phát hiện được đây là hàng nhái, hàng kém chất lượng thì mình xin phép là mình tặng anh em con bàn và hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà mình đã nhận của anh em. Ok chưa? Đấy. Đấy, địa chỉ của mình thì ở thành phố Ninh Bình, mình giao hàng toàn quốc. Các bác chỉ việc đặt cọc tiền hàng cho mình và mình sẽ gửi vào anh em COD, sẽ trực tiếp cho anh em khui thùng, bóc hàng, kiểm tra đúng sản phẩm thì anh em mới phải thanh toán, và hàng bên mình bảo hành cho anh em 1 năm. Còn những hàng bãi bên mình thì thường mình sẽ bảo hành cho anh em từ 1 đến 3 tháng, và bãi thì mình là bao zin, bao test, bao zin trọn đời cho anh em cứ sử dụng đến khi nào mà bị hỏng mà phát hiện, khi mà anh em mà tháo ra anh em phát hiện sản phẩm mà em bán cho tất cả mọi người mà đã bị lỗi hoặc đã sửa chữa thì mình xin được phép mình nhận lại sản phẩm và hoàn tiền lại cho anh em, rất là uy tín đúng không ạ? Đây, bóc cho anh em một con bàn. Đây là nguyên zin luôn anh em nhé. Đây, dây bóng của nhà sản xuất đây. Đó. Đập hộp luôn này. Đấy. Cảm giác bóc hộp rất là phấn khích anh em ạ. Bây giờ mình bóc không biết bao nhiêu con bàn như thế này rồi. Anh em xem trên kênh, đặc biệt là những anh em ở trên kênh Facebook, anh em rất hay quan tâm mình. Ok. Đây. Cam kết với anh em đây là những sản phẩm chính hãng của hãng Bidat anh em nhé, bạn Mister. Thì mà gửi đến anh em thì nó sẽ có bao gồm là hai lớp thùng, một lớp thùng ngoài và một lớp thùng bên trong. Đây. Kiện đi bao gồm kèm theo thì nó có hai thanh ray này. Cái này anh em để bắt vào mixer, bắt vào tủ máy. Đó. Ở đây thì có một cái quyển một cái áo mưa, cái áo phủ này. Đáp này. Đấy. Một dây nguồn và một sách hướng dẫn. Đấy. Sách hướng dẫn thì ở đây có kèm theo là ốc phụ kiện theo bàn. Thì anh em có thể bắt vào tùy ý anh em, hoặc là anh em khi anh em tháo ra mà nó bị mất ốc thì đây sẽ là những con ốc sơ cua để cho anh em bắt vào nhé. Đây là chiến binh. Đấy, thời gian qua thì rất là hot, giá thành thì hợp lý anh em ạ, giá thành rất hợp lý, bao giá cho anh em tốt nhất thị trường, anh em chỉ việc gọi điện cho mình là mua được, đảm bảo với anh em rẻ hơn những đơn vị khác từ 5 cho đến 6 triệu một bàn, hứa luôn, thậm chí là có thể là hơn anh em nhé. Hiện tại trên thị trường bây giờ mình đang thấy anh em đang giao bán với cái mức giá là từ tầm khoảng từ 66 đến 68 triệu anh em ạ. Anh em muốn lấy hàng bên mình thì đảm bảo với anh em là từ ít nhất phải từ hơn 5 triệu đổ lên thì anh em đã có rẻ hơn từ hơn 5 triệu đổ lên anh em nhé. Bán bên mình thì rất nhiều, anh em yên tâm. Ship hàng toàn quốc cho anh em luôn, không nhận cọc nhiều. Đặc biệt là bên mình không nhận cọc anh em nhiều, chỉ nhận cọc đủ cái tiền mà bảo hiểm, tiền vỡ hàng hóa các kiểu thôi.
với lại tiền gửi đi gửi về thôi, mình không nhận cọc nhiều, vài triệu bạc. Mình đến anh em kiểm tra đúng hàng đúng sản phẩm, ok thì thanh toán anh em nhé. Đây, đây siêu mới tinh này, mình sẽ vạch chút một chút một. Người ta bọc rất là chắc chắn đấy. Tất nhiên là bàn trước khi gửi đi thì mình sẽ phải bóc ra hết anh em nhé. Đấy. Mình phải bóc ra để mình còn dán tem bảo hành của mình nữa. Đấy. Thế nên là anh em bảo đến cái dây bóng nó hơi nhàu một chút thì là do mình tháo ra đấy. Mình tháo ra để mình dán tem bảo hành cho anh em. Tem bảo hành của riêng mình dán lên cho anh em. Còn bảo hành sau này còn bảo hành cho anh em đấy chứ. Đây là bàn mới này. Bên mình có rất nhiều clip hướng dẫn sử dụng cái bàn này. Các bác có thể vào trong cái clip sau ấy, những cái clip mà em đăng trước đây ấy, thì nó có hướng dẫn sử dụng clip của cái bàn này anh em nhé. Con này là phiên bản 2023. Đấy, sử dụng nước sơn màu đen. Phím là phím trắng anh em nhé. Đấy, phím trắng thì rất đẹp, phím cao su mềm. Đó. Ở đây thì có một cái màn hình to ở trên này để hiển thị tất cả các thông tin. Và đấy là những hàng phím chức năng. Đây là phần equalizer này, gain này, compressor này. Đấy, rất là tiện lợi. Midas này. Midas là thương hiệu của Behringer, rất nổi tiếng. Nó cũng có thương hiệu giống như kiểu là Toyota, nó có hãng xe của Vios và Camry. Con này thuộc phân khúc của Camry. Còn con Vios thì nó ngang với phân khúc của những cái dòng như kiểu Compact. À, Compact Pro. Đấy, bản Behringer X Compact. Còn con này là Midas anh em nhé. Về cái cấu hình sử dụng con này thì rất là dễ thôi. Đây mình hướng dẫn qua cho anh em một chút. À. Cái USB của anh đâu ấy nhỉ? À đây đây, chào anh. Bên mình nó có những cái file setup sẵn. Anh em về chỉ việc load ra để mình cài. Đây. Mình rất là dễ. Anh em cắm USB này. Khi mà mình gửi đi cho anh em thì mình đã lưu sẵn chương trình trong này, anh em không bao giờ sợ bị mất. Đấy. Essence này. Load USB này. Đấy. Anh em load chữ Khánh Ninh Bình. Đây. Là nó sẽ ra. Thì ở đây thì mình cài hết cho anh em rồi. Đây. Có đầy đủ nhạc cụ này, kích drum, keyboard, guitar bass, guitar xăng, sáo, saxophone, violon là từ 9 đến 16. Từ 1 đến 18 thì từ 1 đến 8 mình cài mic. Thì khi mình anh em căn mic xong thông tín hiệu thì anh em chỉ việc đẩy mic đi bằng 0. Tất cả anh em đẩy mic đi bằng 0 giúp mình. Đó. Anh em chỉ việc điều chỉnh to nhỏ bằng một cái cần này thôi. Rất là dễ, mình nhóm toàn bộ cái dàn mic này này vào một cái DCA này. Tiếp tục là DCA số 2 thì mình có ghi ở đây là nhạc cụ này. Thì từ 9 đến 16 nó là nhạc cụ, anh em chỉ việc căn gain tín hiệu đẩy lên bằng 0 giúp mình. Đó. Sau đó thì anh em chỉ việc là đẩy cái phần nhạc cụ này lên là ok. Nó có thêm một phần AUX nữa. Là 6 đường ốc out. Thì mình cũng chỉ việc căn gain lên bằng 0, anh em căn gain làm sao ấy cho cái mức âm decibel nó chỉ đến tầm dưới 15 decibel là đẹp anh em nhé. Đấy, anh em căn làm sao cho nó mức âm lượng đầu vào nó dưới 15 decibel. Thì sau đó anh em chỉ việc đẩy lên bằng 0. Giúp em đẩy cái phần này lên, anh em to nhỏ anh đẩy tùy ý. Còn tất cả nó đều phải theo main tổng thì anh em đẩy main tổng lên. Đấy, ở đây thì có thêm một phần nữa. Nó có mình sẽ cài cho anh em là ba bộ effect. Thì trong đó nó sẽ có một là echo này, một reverb dài này và một reverb ngắn. Thì đây DC số 5 thì mình cài reverb ngắn. DC số 7 mình cài echo, DC số 8 mình cài reverb. Và một cái DC nữa mình cài cho effect của nhạc cụ. Đấy. Thì effect nhạc cụ ở đây nó có guitar bass này, guitar xăng này, sáo này, violon này, saxophone này. Thì nó phải cần effect thì tiếng nó mới mượt được. Nó cần một chút reverb thì tiếng nó mới mượt được. Thì anh em chỉ việc đẩy lên sao cho nó hài hòa thôi. Thì cái band nhạc của chúng ta tiếng nó rất là hay. Đó, ok. Thì ở đây nó có thêm cả phần matrix nữa. Thì anh em mua con này về anh em không cần một con crossover nữa. Mà bản thân trong con bàn này nó rất là thông minh. Nó có sẵn một bộ crossover ở trong này rồi. Thì anh em cài thì ở đây em cài sẵn cho anh em rồi. Matrix 6 tương đương với ao 6 thì nó sẽ vào là đường sub. Matrix 5 tương đương với ao 5 ở đằng sau thì nó sẽ
vào cái phần mà center, loa monitor đấy anh em. Còn Matrix 12 thì nó tương đương với là loa led right. Thì tương đương anh em cắm ở đằng sau ấy, thì đây mình hướng dẫn cho anh em tiện thôi, hướng dẫn luôn. Đó, ok. Đây. Thì có ở đây nó có tổng cộng là 8 đường out, thì out 12 thì anh em cắm led right xuống dưới để công suất thì dành cho loa full. Đấy. Out số 5 mình cắm cho monitor, loa monitor, out số 6 mình cắm cho loa sub. Khi đó thì mình vì chỉ việc đẩy cái matrix này bằng không, còn lại mình điều chỉnh ở phần DCA ngoài này anh em nhé. Anh em bấm vào DCA group. Đây thì mình điều chỉnh to nhỏ lớn nhỏ ở ngoài này, thì mình như đầu tiên mình đã nói là mình nhóm vào. Đấy. Chỉ còn việc còn lại anh em chỉ đẩy lên bằng không. Thì tương ứng đấy ốc 1 2 3 4 5 6 đây thì nó tương ứng với ốc in đằng trước. In 1 đến 8 này thì tương ứng với in 1 đến 8, 9 16. Rất dễ. Ở đây thì mình còn đang thừa ao 3, ao 4, ao 7, ao 8. Thì ao 3, ao 4 thì mình có thể làm sub fill. Đấy, sub dành cho ban nhạc. Đó. Còn ao 7, ao 8 thì mình có thể là làm loa center. Loa center thì anh em loa center để loa mặt, khi mình làm sân khấu lớn ấy, có những cái dàn loa center đằng trước thì mình để làm loa mặt. Hoặc là anh em có thể làm sub amplifier. Đấy, sub amplifier, sub cardioid. Nó rất là tiện. Đó, bàn này thì nó rất là thông minh, rất là tiện. Đây là những cái con bàn mà phổ biến nhất dành cho những em đi làm show sự kiện chương trình hiện nay. Đó, giá giao cho anh em rất hợp lý. Loanh quanh chỉ 60 triệu thôi. Đấy, mình giao hiện tại bây giờ, giá thời điểm bây giờ mình giao rất là hợp lý. Anh em nào có nhu cầu mua bàn thì cứ liên hệ cho mình. Còn bên đây là một chiếc bàn hàng đã qua sử dụng. Đấy. Năm 2021 mình đã test và kiểm tra rồi. Đây, mình kiểm tra luôn cho anh em. Anh em nào cần thì có thể liên hệ qua cho mình. Đấy. Bật nguồn đây nào. Đấy, khi bật nguồn lên thì anh em đợi một lúc khoảng 1 đến 2 giây, 5 giây là nó sẽ lên. Bàn này thì mình vừa mới kiểm tra rồi, anh em yên tâm nhé. Dàn rất đẹp, tím còn đang trắng tinh, chưa xuống mỏng. Đây, test fader cho anh em này. Đây. Đấy, anh em nhìn fader này lên rất nhẹ nhàng, lên rất đều. Đấy, không con nào bị chậm hết nhá. Đấy, dàn fader bên này này. Đấy. Về hình thức thì nó đẹp tầm khoảng 95 đến 98%. Đấy. Còn về chất lượng thì là còn nguyên bản anh em nhé, chưa sửa chữa, bao gì, bao test lỗi cho tất cả các bác. Đấy, và anh em nào mà có nhu cầu mua bàn mới nhá, bên này bên mình này, có rất nhiều bàn mới. Cửa hàng mình rất là lớn, cho nên là anh em yên tâm, không bao giờ sợ anh em mua hàng của mình không bao giờ sợ bị mất cọc hay như thế nào đâu. Người ta càng làm lớn thì người ta càng phải giữ cái chữ tín rất là nhiều, chứ không đánh đổi bằng một vài chục triệu của anh em để mua được cái uy tín của bên mình. Cho nên là anh em mua hàng bên mình thì yên tâm. Anh em nào ở gần thì bọn mình sẽ hỗ trợ lắp đặt tận nơi cho anh em. Còn anh em nào mà ở xa xa thì anh em có thể phụ cấp thêm chi phí cho mình. Bên mình sẽ hỗ trợ đi đến tận nơi để lắp đặt cho tất cả các bác. Ok. Cảm ơn anh em đã xem hết clip. Anh em nào mà lần đầu tiên mà đang xem kênh của mình thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mình đăng trên kênh của mình hàng ngày. Đó. Và anh em nào có nhu cầu mua bàn thì hãy nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp vào cái số hotline em đang để ở dưới góc màn hình ấy, để có thể gọi điện và mình sẽ tư vấn cho tất cả anh em. Chính mình là người tư vấn cho anh em, cho nên anh em yên tâm nhé. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.